Như các bạn đã biết thì calorie đóng một vai trò khá lớn trong việc kiểm soát cân nặng. Ví dụ như là tăng, giảm hoặc duy trì cân nặng của bạn. Và trong vô vàng những kiến thức về calorie thì BMR lại là yếu tố nền tảng rất quan trọng. Vì nó có thể cho bạn biết mình đốt cháy được bao nhiêu calo và bạn có thể biết được lượng calo cần thiết mà mình nên tiêu thụ. Bên cạnh đó, BMR còn rất hữu ích đối với những bạn đang muốn giảm cân. Vì để giảm cân, giảm mỡ thành công, bạn cần đảm bảo lượng calo tiêu hao lớn hơn calo nạp vào. Và khi bạn xác định được BMR của mình, bạn sẽ có một chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn. BMR là gì? BMR, Basal Metabolic Rate, là hệ số, hay chỉ số trao đổi chất cơ bản. Nghĩa là lượng năng lượng tối thiểu tính theo calorie cần thiết để duy trì chức năng sống còn của cơ thể bạn trong lúc nghỉ. Lượng năng lượng này dùng để duy trì sự sống và phục vụ các cơ quan thiết yếu như tim, phổi, não, thận, gan, ruột, cơ, da, v.v. Nhiều bạn thường nghĩ là chỉ khi mình luyện tập thể dục thể thao như là tập gym, bơi lội hay chạy bộ thì mới tiêu hao calo. Suy nghĩ này là chưa chính xác đâu nhé. Vì ngay cả khi nghỉ ngơi, cơ thể bạn đốt cháy calo bằng cách thực hiện các chức năng cơ bản để duy trì sự sống, chẳng hạn như thở, tuần hoàn máu, kiểm soát nhiệt độ cơ thể, tăng trưởng tế bào, điều khiển chức năng não bộ và co cơ, v.v. Đặc biệt, BMR cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ đốt cháy calo, giúp bạn giữ cân và giảm cân hiệu quả hơn. Thông thường, chỉ số BMR sẽ chiếm 60-70% tổng lượng calo mà bạn đốt cháy một ngày. Tuy nhiên, ở các vận động viên hoặc những người thường xuyên hoạt động thể chất thì phần trăm BMR sẽ thấp hơn. Khi đó BMR chỉ chiếm khoảng 50-60% của TDEE. TDEE là viết tắt của Total Daily Energy Expenditure. Bạn có thể xem video chế độ ăn 1.500 calo một ngày giúp giảm cân ra sao, mình có hướng dẫn tính TDEE nhé. Bạn lưu ý là do TDEE của những người luyện tập thường xuyên thường sẽ rất cao. Nên tỷ lệ calo mà BMR tiêu thụ trên tổng lượng calo sẽ bị thấp. Chứ không phải là tập luyện thường xuyên làm giảm BMR đâu nhé, và việc luyện tập thường xuyên còn làm tăng BMR nữa đấy. Bây giờ, chúng ta sẽ đến phần các bạn mong đợi nhất là cách tính BMR, nhưng đây không phải là phần hấp dẫn nhất đâu nhé. Để ước tính được BMR của bạn, bạn phải có các thông số sau đây, bao gồm giới tính, tuổi, chiều cao tính bằng cm, cân nặng tính bằng kg, và phần trăm mỡ cơ thể. Riêng thông số phần trăm mỡ cơ thể, body fat, bạn nào có thì tốt, không có thì cũng không sao. Để tính được BMR chúng ta có 3 công thức phổ biến, đó là công thức Harry-Benedict, công thức Mifflin-Estecher và công thức Kachem-Kado. Ok, bây giờ mình sẽ để hình cách tính các công thức này, bạn có thể xem sơ qua. Không cần phải ghi lại đâu, vì phần sau mình sẽ chỉ trang web cho các bạn tính online cho tiện lợi và nhanh chóng hơn. Nếu bạn muốn tự tính bằng tay thì bạn có thể pause video lại và nhập thông số vào. Các bạn thấy gì sau khi đã xem qua 3 cách tính BMR trên?
Theo mình, nếu bạn tính BMA theo công thức Kaczmarek-Kado sẽ có độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên, việc xác định phần trăm mỡ cơ thể chính xác thường khá khó. Mà nếu bạn xác định phần trăm mỡ cơ thể không chính xác, sẽ làm công thức này sai lệch nhiều nhất so với hai công thức trên. Nhiều bạn nghĩ là dùng máy InBody sẽ đo được phần trăm mỡ cơ thể chính xác 100%. Câu trả lời là không nha các bạn, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Do đó, bạn nên tính theo công thức của Mifflin-Schlesinger, nó vừa tương đối chính xác mà lại vừa dễ tính. Nhiều nghiên cứu cho thấy, công thức Mifflin-Schlesinger chính xác hơn công thức Harry-Benedict khoảng 5%. Cách tính BMA chỉ là con số mang tính tương đối để tham khảo thôi, bạn cần phải lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh lượng calo, sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn trang web tính BMA online nhé. Bạn truy cập vào trang web sau, link trang web mình sẽ để dưới phần mô tả video. Bạn có thể truy cập bằng điện thoại, laptop hay máy tính bảng đều được. Sau khi các bạn đã vào trang web rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn cách dùng để tính BMA, cũng dễ thôi, không có gì phức tạp cả. Trên màn hình các bạn là giao diện trên mobile. Đầu tiên, các bạn chọn chuẩn đơn vị tính là metric unit, cái nằm ở giữa, nó cũng là đơn vị mặc định sẵn rồi. Yes. Bây giờ, điền tuổi của bạn vào, giới hạn là từ 15 đến 80 tuổi. Tiếp theo là giới tính, male là nam, còn female là nữ, sau đó, điền đến phần chiều cao và cân nặng. Bây giờ, các bạn sẽ bấm vào phần setting để mở thêm các cài đặt chọn lựa các công thức để tính. Về phần đơn vị đầu ra, chúng ta sẽ chọn là calorie. Các bạn có nhớ ba cái công thức tính BMA phổ biến mình đã trình bày lúc đầu không? Chúng đều nằm ở đây cả. Bây giờ, bạn sẽ tích vào cái công thức mình muốn dùng, riêng cái công thức cuối thì bạn phải nhập thêm thông số phần trăm body fat nhé. Sau đó, nhấn vào Calculate là xong, nó sẽ cho bạn biết mức BMA của mình. Để cho các bạn dễ hình dung, mình sẽ lấy cho các bạn một ví dụ. Nữ 23 tuổi, cao 160cm, nặng 70kg, có phần trăm mỡ cơ thể tầm 33%, đang ở giai đoạn tiền béo phì. Bây giờ với các thông số này, chúng ta sẽ tính được mức BMA thông qua ba công thức như sau. Mình sẽ để hình, các bạn có thể tạm dừng video lại để xem cho kỹ hơn. Thông thường, mức BMA tính ra sẽ khác nhau tùy theo công thức mà bạn chọn. Sau khi đã xem qua kết quả của ba cách tính BMA trên, bạn thấy gì? Mình thấy là chúng đều là công thức được những chuyên gia dinh dưỡng từ các nước phương Tây phát triển. Mà các bạn cũng biết là người châu Á Thái Bình Dương, hay cụ thể là người Việt Nam chúng ta, thường có ít cơ, tỷ lệ mỡ thừa khá cao, nên mức BMA cũng sẽ thấp hơn so với công thức chuẩn. Có một bài nghiên cứu của người Singapore về mức BMA dành cho người Trung Quốc nhận thấy rằng mức BMA thực tế cần thấp hơn mức BMA chuẩn tính theo công thức trên. Từ đây, bạn có thể tính BMA theo công thức Mifflin-Schlesinger, sau đó trừ đi tầm 50 đến 80 calo tùy theo cơ địa của từng người. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều cơ bắp và phần trăm mỡ ở mức trung bình thì khỏi trừ bớt calo đi. Cái này là tùy theo nhu cầu của các bạn nhé, trừ bớt calo hay không là do bạn quyết định.
Như các bạn đã biết thì, mỗi người sẽ có một chỉ số BMA khác nhau, không ai giống ai, do BMA là một chỉ số phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như di truyền là một nhân tố hết sức quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số BMA ở mỗi người. Những người có kích thước cơ thể lớn thường có chỉ số BMA cao hơn vì họ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì hoạt động sống. Chúng ta còn có khối lượng cơ bắp không tính mỡ, fat free mass, nó bằng trọng lượng cơ thể trừ đi phần trăm mỡ cơ thể. Việc tăng khối lượng cơ bắp sẽ làm tăng BMA bởi vì bạn phải mất nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiều cơ bắp hơn. Điều này có nghĩa là khi bạn có khối lượng cơ bắp lớn, bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi. Các nghiên cứu đã chứng minh những người tập các bài hardcore hoặc tập gym với mức tạ lớn sẽ xây dựng được nhiều cơ bắp, tăng fat free mass, từ đó tăng BMA. Tuổi tác cũng ảnh hưởng tới BMA, khi cơ thể bạn đang ở trong giai đoạn phát triển thì sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Thường là sau 40 tuổi, mức BMA sẽ giảm đi khoảng 2-5% sau mỗi 10 năm vì lượng mỡ tăng cao hơn so với lượng cơ bắp. So với nam giới thì phụ nữ thường có mức BMA thấp hơn từ 5-10%. Do nữ giới thường có nhiều mỡ và ít cơ bắp hơn so với nam giới cho dù có cùng trọng lượng. Nhiệt độ cũng có ảnh hưởng đến mức BMA. Ví dụ như khi thời tiết lạnh thì BMA sẽ tăng vì cơ thể của chúng ta cần năng lượng để làm ấm giúp cân bằng nhiệt độ. Ngoài ra, nếu nhiệt độ môi trường quá nóng thì BMA cũng tăng vì khi đó cơ thể cần sử dụng năng lượng để làm mát, hạ nhiệt. Trung bình, BMA sẽ tăng khoảng 7% nếu nhiệt độ môi trường tăng lên 0,5 độ C. Hormone tuyến giáp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến BMA. Nếu tuyến giáp hoạt động quá mức thì BMA có thể tăng lên từ 75-100%. Ngược lại, nếu tuyến giáp suy yếu thì BMA có thể giảm xuống từ 30-40%. Bên cạnh đó, vào thời kỳ kinh nguyệt, BMA của phụ nữ tăng lên khoảng 5-10%. Ví dụ như là thường ngày mức BMA của bạn là tầm 1.300 calo một ngày. Thì trong giai đoạn dâu dụng thì bạn cần khoảng 1.400 calo. Do đó, bạn cần chuẩn bị các loại thực phẩm lành mạnh xung quanh mình để nạp đủ lượng calo trong những ngày này, tránh ăn đồ chế biến sẵn dễ gây thừa calo. Không chỉ vậy, vào những lúc bị thương hoặc bị bệnh, chỉ số BMA có thể tăng từ 15-30% so với bình thường. Ngoài các yếu tố kể trên, còn một số yếu tố khác như chế độ ăn kiêng, thuốc, giấc ngủ, chế độ sinh hoạt, căng thẳng, v.v. cũng làm ảnh hưởng đến chỉ số BMA. Mình biết bạn xem đến đây thì video cũng khá dài rồi, tuy nhiên chúng ta sẽ đến với phần hấp dẫn nhất của video. Nếu như bạn đang giảm cân bằng cách bỏ đói cơ thể mình, hay nói cụ thể hơn là ăn dưới mức BMA khá nhiều trong khoảng thời gian dài để tạo nên sự thâm hụt calo sâu nhằm giảm cân thật nhanh. Từ đây, bạn có thể không giảm cân được hoặc phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực sau đây. Có thể làm giảm mức BMA của bạn. Việc thường xuyên ăn ít calo hơn nhu cầu của cơ thể có thể khiến quá trình trao đổi chất của bạn bị chậm lại. Hơn nữa, sự trao đổi chất thấp hơn này có thể vẫn tiếp diễn lâu sau khi chế độ ăn cắt giảm calo sâu bị dừng lại. Cái này rất nguy hại nha các bạn, khi BMA của bạn bị giảm.
Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn ít calo có thể làm giảm số lượng calo cơ thể đốt cháy tới 23%. Do khi cơ thể bạn thâm hụt calo quá nhiều, thì cơ thể sẽ hạn chế các hoạt động tốn nhiều năng lượng để đảm bảo khả năng sống còn. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu tin rằng, mức BMR thấp chiếm đến 80% lý do người ta bị tăng cân trở lại hay bị cuồng ăn yo-yo sau khi họ áp dụng chế độ ăn cắt giảm calo sâu. Gây mệt mỏi và thiếu hụt dinh dưỡng. Việc này cũng dễ hiểu thôi, khi mà bạn thường xuyên ăn ít calo hơn mức BMR. Có thể gây ra mệt mỏi và khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Ví dụ, chế độ ăn kiêng hạn chế calo có thể không cung cấp đủ lượng sắt, folate hoặc vitamin B12. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi cực độ, chóng mặt và căng thẳng. Thường thì mọi người sẽ cắt giảm tối đa chất béo và protein, mà những chất đa lượng này lại vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Nhất là nó giúp bạn cảm thấy ăn nhanh no hơn và hạn chế thèm ăn vặt sau các bữa ăn chính. Bạn nên bổ sung đủ các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt, trứng, sữa, rau xanh, đậu phụ, v.v. Việc này sẽ giúp tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, đau nửa đầu, chuột rút cơ bắp và nhịp tim bất thường. Tóm lại, bạn nên tránh việc cắt giảm calo quá sâu, bổ sung thêm protein và tập thêm các bài tập về sức mạnh, nó sẽ có tác dụng rất tốt cho quá trình giảm cân. Ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản. Hạn chế lượng calo quá lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản, điều này đặc biệt đúng với phụ nữ. Vì khả năng rụng trứng phụ thuộc vào mức độ hormone, ngoài ra các loại hormone cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình giảm cân. Cụ thể hơn, sự gia tăng nồng độ estrogen và hormone luteinizing LH là cần thiết để quá trình rụng trứng xảy ra. Theo đó, các nghiên cứu cho thấy, chức năng sinh sản ở phụ nữ bị ức chế khi ăn ít hơn 22-42% lượng calo cần thiết để duy trì cân nặng. Ví dụ như, BMR của bạn là 1.300 calo, mà bạn ăn dưới 1.000 calo là có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản rồi đấy. Ngoài ra, tiêu thụ quá ít calo có thể làm suy yếu xương của bạn, làm tăng nguy cơ gãy xương và có tác động tiêu cực đối với sức khỏe của tim. Vài điểm lưu ý về BMR. Nhu cầu calo thay đổi tùy theo từng người vì chúng phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng hiện tại và mức độ hoạt động thể chất, v.v. Xác định số lượng calo phù hợp với bạn sẽ giúp tránh việc gặp phải các tác động tiêu cực đối với sức khỏe đã nêu ở trên. Ngoài ra, trong từng giai đoạn giảm cân, bạn nên tính lại mức BMR cũng như là TDEE để tránh việc nạp thừa calo làm cản trở việc giảm cân ở tương lai. Thường thì sau khi đã giảm tầm 5-8% trọng lượng, mình sẽ tính lại BMR. Ví dụ như, một người phụ nữ cao 1m6 nặng 70kg, sau khi giảm được từ 3-5kg, thì nên tính lại mức BMR là hợp lý. Tóm lại, bạn nên thực hiện 3 bước sau để tối ưu quá trình giảm cân của mình. Bước 1. Tính mức BMR của bản thân. Chú ý việc làm này là để bạn không bao giờ tiêu thụ ít calo hơn mức BMR. Bước 2. Tính lượng TDEE của bạn. Bạn có thể hiểu TDEE là chỉ số calo cần thiết cho cơ thể trong một ngày, bao gồm tất cả hoạt động ăn chơi, ngủ nghỉ mà bạn có trong ngày.
Bạn có thể vào trang web này để tính, link các trang web mình sẽ để dưới phần mô tả, phần description của video bạn có thể tham khảo thêm. Bước 3, xác định nhu cầu calo cần nạp. Nếu giảm cân là mục tiêu của bạn, hãy chú ý là lượng calo nạp vào calo in nhỏ hơn calo out. Hay nói rõ hơn là calo in cần nhỏ hơn TDEE từ 10 đến 20% và lớn hơn BMR của bạn. Để mình lấy cho các bạn một ví dụ. Một bạn nữ tên N, 23 tuổi, cao 1m6 nặng 70kg và đang muốn giảm cân. Từ đây, chúng ta tính được BMR tầm 1383 và TDEE tầm 1902 do N hoạt động thể dục tầm 1 đến 3 lần trên tuần. Bạn vào trang web mình để dưới phần mô tả để xem nhé. Tạm gọi X là lượng calo N cần nạp hàng ngày để giảm cân, ta có công thức sau. So sánh với điều kiện giảm cân, lành mạnh ban đầu, thì ta có BMR là 1383, TDEE là 1902, thì X nằm trong khoảng giữa hai con số này là thỏa điều kiện. Ok, khi xem đến đây thì bạn đã rất kiên trì đấy, và bạn xứng đáng để biết được những kiến thức hữu ích này. Nó chỉ dành cho những người có quyết tâm giảm cân và có trách nhiệm với cân nặng của mình mà thôi. Mình tốn rất nhiều thời gian cho cái video này, có thể nói từ khi làm kênh này đến nay, đây là cái video tốn nhiều thời gian nhất. Vì thế, mình mong các bạn có thể share video này cho những người đang có vấn đề về cân nặng để họ có thêm kiến thức giúp cho việc giảm cân thuận lợi hơn. Bạn không cần phải share công khai lên Facebook đâu, gửi qua inbox hay mail cũng được, điều mình muốn chỉ thế thôi. Nếu bạn thấy hứng thú với kênh của mình thì bạn có thể subscribe, đăng ký hoặc like video này. Mong rằng bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau. Lời cuối mình muốn nhắn gửi tới các bạn. Hãy like video này vì khi bạn quan tâm nội dung nào đó, bằng cách xem video và like nó, thì YouTube sẽ gợi ý thêm nhiều video hay và thú vị từ các kênh khác để bạn tìm hiểu và học hỏi hiệu quả hơn.